Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với nhà báo Đặng Thị Hàn Ni, 46 tuổi, để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Bà Đặng Hàn Ni là phóng viên một tờ báo lớn tại thành phố Hồ Chí Minh và là thành viên Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Hiện lực lượng chức năng chưa công bố hành vi cụ thể của bà Ni, song động thái này được đưa ra trong quá trình điều tra đơn tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam đối với Hàn Ni. Trước khi bị bắt thì bà Hằng gửi nhiều đơn đến công an tỉnh Bình Dương, công an thành phố Hồ Chí Minh cho là bị nhà báo Hàn Ni xúc phạm vu khống và tấn công quỹ hàng hữu của công ty cổ phần Đại Nam. Trong khi đó, bà Hàn Ni cũng gửi đơn tố giác tội phạm đến Bộ Công an, Công an thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương cho rằng bị bà Phương Hằng Vu khống làm nhục, xúc phạm trong các buổi livestream. Vụ việc đang được điều tra làm rõ. Thưa quý vị, Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tuấn Hùng, sinh năm 2001, trú tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ đầu, đầu tháng 12 năm 2022, Nguyễn Văn Tuấn Hùng thường xuyên rao bán xe mô tô và phụ tùng xe mô tô với giá rẻ trên mạng xã hội Facebook. Khi có người đặt hàng, Hùng yêu cầu phải chuyển tiền đặt cọc trước, nhận hàng sau. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền của người mua, Hùng không chuyển hàng và cắt đứt mọi liên lạc với bị hại nhằm chiếm đoạt số tiền đặt cọc. Trước sự việc nhiều người dân ở Nghệ An bị Hùng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, công an Nghệ An đã chỉ đạo công an huyện Diễn Châu điều tra làm rõ và trực tiếp vào Quảng Nam để truy bắt Nguyễn Văn Tuấn Hùng. Cơ quan công an đã chứng minh được đến thời điểm bị bắt, Hùng đã lừa đảo và chiếm đoạt của 5 nạn nhân với tổng số tiền hơn 140 triệu đồng. Bà chuyên án đã thu giữ một bộ máy tính, hai điện thoại di động, ba thẻ ngân hàng, 20 triệu đồng tiền mặt và nhiều vật chứng liên quan qua công tác quản lý địa bàn và ra soát thông tin cơ sở cục quản lý thị trường hậu giang vừa phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh tiến hành kiểm tra đột xuất đối với hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp tại ấp hòa cuối b xã hòa an huyện phụng hiệp và phát hiện tạm giữ cả chục ngàn chai thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc Tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện địa điểm kinh doanh trưng bày lưu giữ 772 chai và 108 gói thuốc bảo vệ thực vật, tổng giá trị ước tính trên 140 triệu đồng cùng tem nhãn bao bì thể hiện nhãn hiệu của các loại thuốc bảo vệ thực vật như là Amista, Top 325SC, Tin Super 300EC, Anvi 5SC và công cụ có liên quan dùng để sản xuất đóng gói hàng hóa. Toàn bộ hàng hóa và tem nhãn bao bì công cụ chưa được Bộ Kinh doanh cung cấp được hóa đơn, chứng tử liên quan, chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Đội quản lý thị trường số 1 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ tăng vật nêu trên để tiếp tục xác minh, làm việc và xử lý theo quy định. Thưa quý vị, hiện các bệnh viện trên cả nước rơi vào cảnh thiếu trầm trọng trang thiết bị phục vụ cho khám chữa bệnh. Nhiều bệnh viện đã chủ động thực hiện các thủ tục đấu thầu vật tư hóa chất nhưng gặp vướng mắc chưa thực hiện được. Trước tình trạng nhiều bệnh viện trên cả nước đang thiếu hụt vật tư y tế thiết bị, Bộ Y tế cho biết hiện đã đề xuất chính phủ các giải pháp tháo gỡ, cho phép sửa luật dược, xây dựng để ban hành cơ chế đặc thù về dự trữ đối với các loại thuốc hiếm cần thiết cho điều trị đồng thời bổ sung quy định các mặt hàng trang thiết bị y tế phải kê khai giá trên cổng thông tin tử của Bộ Y tế để công khai, minh bạch thông tin. Trước đó, Bệnh viện Việt Đức cho biết trong thời gian qua đã tích cực thực hiện các thủ tục đầu tư như mua sắm, hóa chất nhưng gặp vướng mắc chưa thực hiện được trong khi vật tư tồn kho sắp cạn kiệt. Hiện chỉ còn đủ hóa chất dùng cho xét nghiệm cơ bản trong vòng một tuần. Bệnh viện Trợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh cũng thường xuyên thiếu trang thiết bị y tế, máy móc hư hỏng không sửa chữa được, phải chuyển bệnh nhân đến cơ sở khác. Điều này gây rất nhiều khó khăn, phiền toái cho người bệnh. Cục xuất nhập cảnh Bộ Công an cho biết từ ngày 1 tháng 3 năm 2023, Bộ Công an và cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài sẽ triển khai cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam theo luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Hộ chiếu có gắn chip điện tử là hộ chiếu có gắn thiết bị điện tử lưu giữ thông tin được mã hóa của người mang hộ chiếu và chữ ký của người cấp đây là một bước cải tiến mới nhằm tạo thuận lợi cho công dân Việt Nam, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của đất nước. Hình thức của hộ chiếu gắn chip điện tử cơ bản giống với hộ chiếu không gắn chip điện tử với bìa màu xanh tím than, các trang trong hộ chiếu là cảnh đẹp đất nước, di sản văn hóa Việt Nam. Toàn bộ nội dung, hình ảnh in trong hộ chiếu được thực hiện bằng công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo an, chống nguy cơ làm giả và đạt tiêu chuẩn ICAO. Thưa quý vị, công an tỉnh Hương Yên vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam hai giám đốc và 5 đồng phạm liên quan đến vụ án giả mạo trong công tác tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Hương Yên 8902S và nhận hối lộ tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 8905D. Bảy người của đăng kiểm bị bắt gồm Nguyễn Thanh Sơn, nguyên phó giám đốc đăng kiểm viên bậc cao của trung tâm đăng kiểm 8902S Giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 8905D, địa chỉ tại thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ từ tháng 10 năm 2020 đến nay. Bùi Ngọc Tân, sinh năm 1981, trú tại phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, nguyên đăng kiểm viên bậc cao của trung tâm đăng kiểm 8902S. Giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 8906D, địa chỉ xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động từ tháng 10 năm 2020 đến nay và đăng kiểm viên Trịnh Văn Trương Đỗ Hồng Vân, Vũ Sĩ Kiên, Đỗ Thành Luân và Chu Sĩ Quý. Theo đó, trong quá trình tham gia dây chuyền kiểm định đối với các xe tải biển kiểm soát 89C-13159, 89C-19163 và 89C-16211 tại trung tâm đăng kiểm 8902S, các bị can trên đã bỏ qua các lỗi vi phạm thuộc trường hợp từ chối kiểm định, không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận kiểm định theo thông tư số 70-2015-TT BGTVT ngày 1 tháng 11 năm 2015 của Bộ Giao thông Vận tải, gồm lắp thêm thang đi lên nóc xe, giá nóc, sau đó lập các phiếu kiểm định với kết quả đạt và sử dụng hình ảnh đăng kiểm cũ của xe đã đủ điều kiện, lưu trữ tại máy tính của trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Hưng Yên để sao chép, chỉnh sửa, in lên giấy chứng nhận kiểm định mới của xe và cấp giấy chứng nhận kiểm định trái quy định cho 3 xe tải nêu trên. Thưa quý vị, hôm qua ngày 24 tháng 2, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh vừa ký quyết định xử phạt hành chính đối với ông Trần Văn Thương, giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông về hành vi điều khiển xe trong tình trạng hơi thở có nồng độ cồn vượt mức kịch khung và không có giấy phép lái xe. Theo đó, ông Trần Văn Thương, 47 tuổi, chú phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, bị xử phạt 46 triệu đồng vì vi phạm nồng độ cồn, vượt mức kịch khung và trong lúc vi phạm cũng không cấp được giấy phép lái xe. Trước đó, vào tối muộn ngày 19 tháng 1 tại đường Phát Bụi Châu, thuộc phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố đã phát hiện kiểm tra nồng độ cồn đối với ông Trần Văn Thương, điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 48A 08217. Tại thời điểm kiểm tra trong hơi thở của ông Thương có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg trên 1 lít khí thở, cụ thể là 0,804 mg trên 1 lít khí thở, vượt nhiều lần so với mức xử phạt kịch khung và cũng không cung cấp được giấy phép lái xe. Với tất cả những lỗi trên, tổng mức phạt là 46 triệu đồng. Thời điểm vi phạm, ông Thương thông tin với cảnh sát giao thông thành phố Quảng Ngãi là làm nghề nghiệp tự do tuy nhiên sau khi kết quả xác minh của cơ quan chức năng người vi phạm được cho là lãnh đạo của một sở ở tỉnh đắk nông